Từ cuối thế kỷ 14, triều Trần ở nước ta đi vào giai đoạn suy vong, xã hội lâm vào khủng hoảng, ngày càng sâu sắc, toàn diện bởi sự bế tắc của mô hình quân chủ quý tộc Phật giáo. Sản xuất trì trệ, nông dân lệ thuộc bị bần cùng hóa, khởi nghĩa nông dân nổ ra, vua quan bất lực, giặc ngoại xâm từ phía Nam quấy rối nhiều lần và từng ba lần đốt phá kinh đô Thăng Long. Các thế lực bên ngoài từ phía Bắc chuẩn bị lực lượng hùng mạnh tràn xuống. Trong bối cảnh lịch sử rối ren như vậy, một nhân vật lịch sử của Vương Triều Trần nổi lên, đó là Hồ Quý Ly, một quý tộc trong triều đã từng bước nắm lấy quyền lực. Để cứu văn hóa xã hội Đại Việt, Hồ Quý Ly đã biến hàng loạt các cải cách chính trị, tư tưởng, kinh tế và văn hóa. Một giải pháp cấp bách cũng được quyết định là thiên đô từ Thăng Long về Thanh Hóa. Khu vực được chọn làm kinh đô mới là một tòa thành vô cùng kiên cố, được Hồ Quý Ly giao cho người con trai cả Hồ Nguyên Chừng xây dựng. Khi còn là quan đại thần dưới triều Trần năm 1397, đó là thành Tây Đô, còn gọi là thành An Tôn, thành Tây Giai hay thành Nhà Hồ. Có tổng diện tích hơn 5.000 hecta, khu di tích thành Nhà Hồ được khoanh vùng bởi hai dòng sông là sông Mã và sông Bưởi, phía Bắc được che chắn bởi ngọn núi Thổ Tượng. Phía Tây có ngọn núi Ngưu Ngoạ, phía Đông có núi Hắc Huyển, phía Nam là nơi hội tụ của sông Mã và sông Bưởi. Di tích thành Nhà Hồ là trung tâm của kinh đô dưới thời vua nhà Trần từ năm 1398 đến năm 1400 và trung tâm kinh đô của nước Đại Ngu dưới Vương Triều Hồ từ năm 1400 đến 1407. Các quyết sách xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ năm 1398 đến năm 1407 đều được đưa ra tại đây. Thành Nhà Hồ gồm 3 bộ phận: La Thành, Hảo Thành và Hoàng Thành. La Thành hay còn gọi là Thành Ngoại, được xây dựng vào tháng 9 năm 1399, là vòng thành ngoài bảo vệ toàn bộ các kiến trúc và cư dân trong kinh thành. Toàn bộ La Thành được đào đắp dựa theo địa hình tự nhiên. Khu di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ được Ủy ban Di sản quốc tế công nhận là di sản văn hóa của nhân loại thì gồm có 3 thành phần. Một là khu vực trung tâm của Hoàng Thành là di tích Thành Nhà Hồ, thứ hai là di tích Đàn Tế Nam Giao và thứ ba là di tích La Thành với tổng diện tích khoanh vùng bảo vệ là 155,5 ha. Bên trong thành ngoại là thành nội, được xây dựng trên bình đồ có hình gần vuông. Chiều Bắc Nam dài 870,5 m, chiều Đông Tây dài 883,5 m. Bốn cổng thành theo chính hướng Nam, Bắc, Tây, Đông gọi là các cổng tiền, hậu, tả, hữu. Mỗi cửa đều được mở ở chính giữa. Các cổng này được xây dựng theo kiến trúc hình mái vòm, những phiến đá trên vòm cửa đục đẽo hình múi bưởi xếp khít lên nhau. Thành Nhà Hồ thể hiện một trình độ rất cao về kỹ thuật xây vòm đá thời bấy giờ. Những phiến đá nặng từ 10 đến 20 tấn được nâng lên cao, ghép với nhau một cách tự nhiên, hoàn toàn không có bất cứ một chất kết dính nào. Qua hơn 600 năm, cùng những biến cố thăng trầm của lịch sử và tác động của thời tiết, hệ thống tường thành còn khá nguyên vẹn, dù thời gian xây dựng rất gấp gáp, chỉ trong khoảng 3 tháng. Tương truyền khi xây thành, ở phía cửa đông thành có một đoạn tường cứ xây lên thì đổ. Hồ Quý Ly nghi cho người đốc công ở đây là Trần Công Sĩ có ý làm phản nên đem ra chém đầu. Nàng Bình Khương biết rằng chồng mình bị oan, kêu mãi không thấu. Rồi nàng đập đầu, vỗ tay xuống đá, kêu oan cho chồng, hẳn lại vết lõm sâu như vòng trán, hai bàn tay vẫn còn in. Tại đây, dân làng đã lập một đền thờ, lấy tên là đền thờ làng Bình Khương. Cổng tiền, cổng phía nam là cổng chính, có 3 cửa. 3 cổng còn lại chỉ có 1 cửa. Tường thành cao trung bình 5-6 mét, chỗ cao nhất là cổng tiền, cao 10 mét. Đàn Nam Giao tọa lạc trong lòng tay ngai Đốn Sơn, còn gọi là núi Đốn, ngày nay thuộc địa giới hành chính xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Tiếp giáp khu vực này ở phía nam là các thửa ruộng lúa thuộc cánh đồng Nam Giao. Một công trình có nhiệm vụ hết sức quan trọng bảo vệ nội thành là Hảo Thành. Hảo Thành được đào quanh bốn phía ngoài nội thành,
cách chân thành theo các hướng khoảng 50 mét. Bên trong hào thành là những bức tường thành đồ sộ được xây dựng bằng các khối đá khổng lồ có hình khối chữ nhật hoặc gần vuông, xếp không trùng mạch theo hình chữ công Y. Trên thực tế, bức tường thành cấu tạo bởi 3 lớp gắn kết chặt chẽ với nhau bằng một kỹ thuật xây dựng đặc biệt, trọng lượng trung bình khoảng 10 tấn. Những khối đá lớn nhất ở phía cửa Tây nặng tới khoảng 24 tấn. Cửa Tây là cửa được có những khối đá lớn nhất và dài nhất, nặng nhất được xây dựng khu cửa Tây này. Đây trước mặt các anh là một trong những khối đá to nhất và dài nhất được xây dựng, trọng lượng khoảng 26-27 tấn. Đặc biệt cửa Tây là các hai cánh gà hai bên còn cơ bản là rất nguyên vẹn. Để hoàn chỉnh công trình này, khoảng hơn 100.000 mét khối đất, đá đã được đào đắp công phu và khoảng hơn 20.000 mét khối đá đã được sử dụng. Đến năm 2011, người ta mới phát hiện ra rằng những khối đá này được khai thác và vận chuyển từ dãy núi An Tôn thuộc địa bàn Phù Lưu, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, cách khu di tích Thành Nhà Hồ khoảng 2 km. Căn cứ vào các dấu vết bóc tách và chế tác thủ công hiện còn rất rõ trên các mặt của các phiến đá ở đây. Đồng thời qua việc phân tích đối sánh với các phiến đá tại tường thành Nhà Hồ, qua hố khai quật thám sát cửa Nam Thành Nhà Hồ năm 2008, công trường này đã được khai quật và bổ sung vào tư liệu phát huy giá trị di sản thành Nhà Hồ. Qua quá trình khảo sát đã phát hiện ra được cái công trường khai thác đá An Tôn ở phía tây nam của thành, cách thành 1,5 km. Thì ở đây thì cán bộ của chúng tôi đã khảo sát được 24 phiến đá với những cái kích thước tương đương với đá được sử dụng để xây dựng thành Nhà Hồ. Và qua cái quá trình khảo sát bước đầu thì những cái dấu vết chế tác thì tương đồng với kỹ thuật mà khai thác và chế tác đá thành Nhà Hồ. Thành Nhà Hồ nó không chỉ có giá trị lịch sử quan trọng đối với nước Đại Việt thời trước đó và dưới thời Nhà Hồ là nhà nước Đại Ngu, mà nó còn có vai trò quan trọng nữa đối với những giai đoạn sau, đặc biệt là trong vấn đề lĩnh vực về quân sự. Hồ Quý Ly cũng tiên đoán rằng thành Nhà Hồ có thể ở được đến 60 năm, nhưng con trai ông là Hồ Nguyên Chừng, một nhà văn, một nhà kỹ thuật quân sự tài ba, lại cho rằng nó chỉ có sức mạnh quân sự chứ không mang tính bền vững và chỉ ở được 7 năm. Hồ Nguyên Chừng là người lo việc đắp những con đê lớn, đào một số kênh và vét lại một số con sông nhằm phục vụ các hoạt động về giao thông, thủy lợi và quân sự cuối thời Trần và đầu thời Hồ, cũng là người trực tiếp chỉ huy xây dựng thành Nhà Hồ. Từ bao đời nay, thành Nhà Hồ được coi là dấu ấn văn hóa nổi bật của một nền văn minh tồn tại. Tuy không dài, chỉ 7 năm, nhưng luôn được sử sách đánh giá cao, kinh đô chưa thành hình đầy đủ đã sụp đổ. Phút chốc bãi bể hóa nương dâu, bao dinh thự lâu đài tiêu biến trở lại đất hoang. Nay chỉ còn những khúc thành đá, lầu cổng và các tòa thành điện hoang hóa. Đôi rồng bị chặt đầu như một đoạn tráng ca không người chí lớn tài cao mà thời vận không có vì không được lòng dân. Dù vậy, không gian của một di sản kiến trúc đồ sộ thành Nhà Hồ vẫn sừng sững còn đó, dù trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử và sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Thành Nhà Hồ được coi là biểu tượng kiến trúc kinh thành được xây bằng đá lớn, tiêu biểu nhất ở khu vực Đông Á, Đông Nam Á. Những năm cuối thế kỷ 14, đầu thế kỷ 15, bởi sự chuẩn mực đến từng chi tiết. Nhà nước của Hồ Quý Ly đã để lại cho đời sau một di sản vô cùng quý giá, đó là Thành Nhà Hồ, một công trình kiến trúc đá vừa hoành tráng về vóc dáng, vừa uy nghi và nghệ thuật và chặt chẽ về cấu trúc tạo hình. Dù thời gian xây dựng gấp gáp chỉ trong vòng vẻn vẹn 3 tháng, nhưng giá trị của nó còn trường tồn mãi với thời gian, mặc cho vận đổi sao rời. Từ tính toàn vẹn và tính xác thực đó, chiều ngày 27 tháng 6 năm 2011, tại Paris, Pháp, trong kỳ họp lần thứ 35 của Ủy ban Di sản Thế giới, UNESCO đã ghi tên thành Nhà Hồ vào danh sách Di sản Văn hóa Thế giới.